Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kỹ năng sống. Thưa quý vị, văn hóa học đường là một trong những vấn đề vô cùng nhức nhối thời gian gần đây. Chắc hẳn quý phụ huynh vẫn còn nhớ và chưa thể hết bức xúc trước vụ việc một cô giáo tại Hà Giang đã tát vào má một nữ học sinh, đồng thời đánh vào tay 5 em học sinh khác cùng lớp hồi đầu tháng 9 năm 2020. Hay đau lòng hơn là sự việc một nữ sinh lớp 10 đã chọn cách quyên sinh để lên án phản đối hình phạt của nhà trường. Liên tiếp những sự việc đau lòng đã xảy ra như gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc làm thế nào để xây dựng được một môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn cho các con. Vậy nút thắt phía nhà trường đang nằm ở đâu? Suy nghĩ và mong muốn của các con như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Thời học sinh ai mà chẳng có đôi ba lần mắc lỗi. Thế nhưng, trong xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại những hình phạt phản tác dụng, vô lý và xúc phạm đến quyền và danh dự của trẻ em. Dương nay đã là sinh viên năm nhất đại học, nhưng em vẫn không thể quên được những hình phạt thời học sinh đã từng khiến em rất sợ hãi việc đến trường. Có một số lần mình bị các thầy cô giáo cảnh cáo trước lớp đứng ở góc bảng. Cái hành động đấy thì làm cho mình cảm thấy xấu hổ hay là tự ti. Thầy cô bắt chép phạt khá là nhiều, hoặc là đứng bảng một tiết hoặc hai, thậm chí là hai tiết. Cảm thấy vấn đề đi học khá là mệt mỏi. Rất là nhiều thầy cô hay là thậm chí các ban giám hiệu chưa coi trọng cái việc kỷ luật trẻ theo hướng không sử dụng bạo lực. Thế hệ trẻ bây giờ ở cùng lứa tuổi với chúng ta thì rõ ràng các em tiếp cận được nhiều nguồn thông tin hơn, các em biết được đúng sai nhiều hơn, và cái điều đó nâng cao cái lòng tự trọng của các em. Và điều đó với những đứa trẻ trong một cái khoảnh khắc nào đó, bởi vì đứa trẻ vẫn là một người chưa hoàn toàn trưởng thành, nên có thể sẽ đưa ra những cái quyết định nông nổi. Ở trong cái lứa tuổi học sinh cấp 2, ta vẫn hay nói là lứa tuổi vị thành niên. Lúc này các em rất là coi trọng cái hình ảnh bản thân, rất là coi trọng cái sự đánh giá của người khác về bản thân mình. Và vì thế tất cả những cái trường hợp mà làm cho các em bị tổn thương về mặt tinh thần, tổn thương về mặt nhân cách, tổn thương về mặt lòng tự trọng, thì những cái tổn thương đó nó cực lớn, nó dẫn đến các em những cái phản ứng hoặc là đóng kín lại, tức là từ chối giao tiếp, hoặc là các em nổi xung lên, ví dụ như là trở nên phát điên lên, hoặc là phát cáu lên, hoặc là bạo lực với người khác, hoặc là các em sẽ tìm cách ngấm ngầm để mà tìm các biện pháp để mà tự hủy hoại bản thân mình đi, bởi vì cảm thấy cái sự nhục nhã. Vấn đề ở đây đó là khi mà nhà trường hay giáo viên dùng hình phạt với học sinh thì đồng thời không chỉ ảnh hưởng về cái ngay cái thời điểm đấy của trẻ, mà còn có khiến cho trẻ nghĩ được rằng là chỉ cần dùng cái hình phạt đó là có thể giải quyết được vấn đề, và dẫn đến sau này khi mà các bạn ấy lớn lên, các bạn ấy cũng có thể là sẽ đi theo cái cách hành xử nó giống như thế. Bạn nhỏ này đang có một buổi chia sẻ cảm xúc với giáo viên tâm lý ở phòng tư vấn tâm lý của trường, vì bạn vừa sử dụng hành vi bạo lực với bạn cùng lớp. Thay vì đưa ra hình thức kỷ luật, giáo viên và nhà trường đã tìm hiểu xem vì sao bạn lại có hành động như vậy để tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Sau buổi tư vấn, bạn nhỏ cũng đã xin lỗi bạn của mình và rất hối hận về hành vi của mình lúc nông nổi, không kiểm soát được hành vi. Bạn ý đùa con, do người lúc đấy là con cũng hơi nóng nảy và không kiềm chế bản thân, nên con đã đánh bạn ý và bạn ý bị thương. Sau đó thì các cô giải thích cho con về việc làm của con. Con đã nhận ra và mong muốn sửa đổi để không gây thương tích cho ai nữa. Với tư cách là một người mà cố vấn tâm lý cho con, mình hướng dẫn cho con một cái cách, đó là con thay vì sử dụng bạo lực, con hãy dùng lời nói của mình để mà giải thích cho bạn. Nếu bạn lắng nghe mình thì mình sẽ tiếp tục giải thích, còn nếu như trường hợp bạn không lắng nghe mình thì mình sẽ lơ bạn đi và chúng ta không quan tâm tới bạn nữa, thì sau một thời gian bạn sẽ không có còn làm phiền mình nữa. Rõ ràng hơn nữa để lớp Rõ ràng, mục đích của kỷ luật là giúp học sinh nhận thức cái không đúng và sửa đổi để tốt hơn. Xu hướng của giáo dục hiện nay là kỷ luật tích cực. Muốn làm được điều này, vai trò của giáo viên là vô cùng quan trọng. Mỗi thầy cô phải kiên nhẫn, bao dung với học trò, giúp các em hiểu ra những sai lầm để thay đổi.
luôn đặt câu hỏi tại sao học sinh lại mắc lỗi như vậy, đồng thời có hình thức khen thưởng phù hợp. Với học trò, chỉ cần một lời khen cũng là sự khích lệ lớn. Ở lớp học của cô Hiền, giờ sinh hoạt cuối tuần không phải là nỗi ám ảnh, mà thay vào đó là sự háo hức vui vẻ khi các em được thưởng phạt rất công bằng. Với các em có thành tích tốt, sẽ nhận được những phần quà bất ngờ thông qua việc bốc thăm. Còn với các em chưa được ngoan trong tuần, các hình phạt cũng rất văn minh và mang tính giáo dục cao. Có những cái hình thức phạt ví dụ như là đọc sách, thì tùy theo cái mức độ vi phạm mà có bạn phải đọc sách từ 1 đến 3 ngày ở trên thư viện. Trong cái thời gian đọc sách thì bạn được giáo viên chọn cuốn sách phù hợp và bạn phải tóm tắt nội dung sách. Sau đó thì sau 3 ngày thu hoạch thì phải viết một bản cảm nhận của mình, suy nghĩ những cái lỗi lầm mà mình đã gây ra. Còn hình thức phạt thứ hai đối với những học sinh mà nghịch hơn hoặc là chưa ngoan hơn thì là đi lao động công ích ở trường. Thì có thể là các bạn đi phụ bếp hoặc là giúp các cô tạp vụ ở đây làm một số các nhiệm vụ mà các cô sẽ giao. Thì hầu như là tất cả những bạn mà được đi làm cũng như đọc sách thì các bạn thay đổi khá là nhiều về thái độ cũng như là biết trân trọng hơn những cái giờ ở lớp. Xây dựng trường học hạnh phúc là một trong những hoạt động trọng tâm được ngành giáo dục đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, triển khai mạng lưới phòng tư vấn tâm lý học đường là một trong những nội dung nhằm xây dựng mô hình giáo dục thân thiện. Qua đó khéo léo can thiệp được những trường hợp nhạy cảm, những khúc mắc khó hòa giải của học sinh. Với trường tôi thì phòng tư vấn tâm lý học đường hoạt động tương đối lâu. Nhưng quan điểm của tôi thì mỗi cán bộ giáo viên cố gắng là một nhà tâm lý. Thế mà cái câu chuyện đào tạo giáo viên là tương đối thường xuyên về những vấn đề tâm lý học đường. Thì khi các con đến phòng tâm lý học đường thì là chia sẻ lại tại phòng tâm lý học đường và đưa ra phương án giải quyết. Và phòng này không chỉ dành cho học sinh nữa, phòng này dành cho rất nhiều, cho chính giáo viên chủ nhiệm gặp khó khăn và cho chính phụ huynh. Phụ huynh cũng đến đây khá là thường xuyên để phụ huynh chia sẻ những cái khó khăn trong giờ dạy con, khó khăn trong tương tác với con, đặc biệt lứa tuổi dậy thì tương đối khó khăn cho phụ huynh. Đổi mới trong giáo dục, đổi mới trong phê bình, kỷ luật học sinh cần được triển khai kịp thời. Vì thế, mỗi trường học nên xây dựng những quy định, hướng dẫn phương pháp để học sinh chủ động, không vi phạm nội quy, có tính chủ động, hướng đến ngăn chặn hành vi tiêu cực xảy ra. Việc đó quan trọng hơn là đưa ra những cách xử lý học sinh. Nhà trường nên là nơi định hướng, xây dựng và hình thành phẩm chất năng lực cho trẻ, chứ không phải là nơi để đưa ra phán quyết trừng phạt. Bởi vì phạt học sinh thì dễ, dạy dỗ được mới khó. Trong khi còn rất nhiều ý kiến trái chiều về việc kỷ luật học sinh vi phạm như thế nào cho đúng và hiệu quả, thì thực tế rõ ràng đã minh chứng những hình phạt mang tính chất vi phạm thân thể và xúc phạm tới nhân cách của các con là sai luật, phản tác dụng và thậm chí có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Bên cạnh văn hóa học đường, thì an toàn học đường cũng là một vấn đề gây ám ảnh đối với nhiều bậc phụ huynh khi hàng loạt vụ tai nạn học đường đã xảy ra và cướp đi giấc mơ tới trường của không ít trẻ nhỏ. Thời gian gần đây, hàng loạt tai nạn học đường đã cướp đi giấc mơ tới trường của nhiều trẻ nhỏ. Sáng ngày 11 tháng 9, trong thời gian nghỉ giữa giờ, một nhóm học sinh lớp 5 tại trường tiểu học Nam Lộc, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ra cổng trường chơi. Bất ngờ một bức tường rào nhà dân ở sát cổng trường đổ sập khiến một em tử vong. Trước đó, chiều ngày 7 tháng 9, tại phân hiệu Bản Phung, trường tiểu học xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Cổng trường đổ làm 3 học sinh tử vong tại chỗ, 3 học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu. An ninh an toàn trường học đã trở thành mối lo lớn không chỉ của học sinh, phụ huynh và cả môi trường giáo dục. Gần đây khi mà có những cái hiện tượng mất an ninh an toàn trong nhà trường, nó cũng là một cái cảnh báo. Cái cảnh báo để chúng ta cùng rà soát lại xem những cái điều mà mình đang làm nó đã còn cần phải khắc phục và phát huy hơn nữa ở đâu không. Khi mà mình bị gặp một cái vấn đề gì mà trường học không bảo đảm an toàn cho chúng ta, thứ nhất thì chúng ta sẽ cảm thấy tâm lý nó sẽ kiểu nó như bị ai đấy
vừa mới làm gì mình và cảm thấy rất là sốc. Con nghĩ trường học an toàn là trường học không có đánh nhau, không có chấn lột và không có bất kỳ hành động nào xâm phạm đến thân thể các bạn khác. Còn đây là hình ảnh trường Trung học Phổ thông Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 6 tháng trước. Hàng loạt các vết nứt dài chằng chịt cùng những mảng vữa trần bong chóc xuất hiện tại hầu khắp các lớp học. Mái dột, nhiều khối nhà học đã nghiêng, trơ sát. Và sự lo lắng, bất an ngôi trường có thể đổ sập bất cứ lúc nào đã từng là nỗi ám ảnh của nhiều thầy trò ở đây. Trường trong những cái tháng ngày mà chưa xây dựng lại ấy, thì thầy trò đều vô cùng bất an, trong một tình trạng tức là rất là lo lắng, bởi vì là cái việc an toàn của các học sinh của thầy cô giáo là không được đảm bảo. Cảm giác nhiều khi là có thể những cái bức tường vôi nó rơi xuống bất cứ lúc nào, và cả phụ huynh và học sinh đều rất là lo lắng. Có nhiều khi cũng có đôi chút, nhưng mà nhà trường đã có những biện pháp để gia cố trường tốt hơn ạ. Được xây dựng từ năm 1973, sau 46 năm sử dụng, cơ sở vật chất của ngôi trường Trung học Phổ thông Trương Định đã sụt lún và xuống cấp nghiêm trọng. Ngày 17 tháng 6 năm 2020, lễ khởi công công trình sửa chữa xây dựng tại ngôi trường này đã được tiến hành. Hiện tại, hơn 2.000 học sinh đang phải học nhờ tại một cơ sở giáo dục khác trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thì với cái việc mà hiện nay nhà trường đang phải đi học tạm tại một cơ sở cách xa địa chỉ cũ của nhà trường, nên thành phố cũng như là các đơn vị thi công cũng rất là quyết tâm để sớm đưa ngôi trường mới vào sử dụng trước so với cả cái dự kiến xây dựng. Nhưng tuy vậy thì cũng luôn luôn sẵn sàng để đảm bảo các cái điều kiện về chất lượng của công trình. Mất an toàn, an ninh trường học đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần của nhà giáo và học sinh, tác động xấu đến môi trường giáo dục trong nhà trường và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thực ra thì cái vấn đề an toàn trong trường học liên quan đến an toàn thân thể trẻ em ấy, thì nó là một vấn đề mà rất là nhiều phụ huynh và các trường học cũng đều suy nghĩ rất là nhiều. Có rất là nhiều cái trường hợp là những người lạ bên ngoài đã vượt qua tường rào vào trong trường. Thế thì cái việc này thì tôi thấy mấy năm gần đây thì các nhà trường bắt đầu là quan tâm. Ví dụ như một số trường đã lắp những camera ở những cái khu vực nhà vệ sinh hoặc là camera trong nhà trường, ở những hành lang của những nơi vắng vẻ, thì đấy là một trong những cái biện pháp cũng hỗ trợ cho cái vấn đề là an toàn đối với học sinh. Bên cạnh việc tăng cường lắp camera, một mô hình bảo vệ chuyên nghiệp tại các trường học đã được ra đời và ghi điểm đối với các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo. Gắn bó với trường Trung học cơ sở Thanh Xuân được 3 năm, khoác trên mình chiếc áo bảo vệ, công việc của ông Lê Mạnh Tiến cùng với 5 nhân viên này là đảm bảo an ninh, an toàn trường học với mục đích đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự cho nhà trường trong mọi tình huống mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, giáo viên, học sinh. Một phòng điều phối với hệ thống camera an ninh như thế này đã giúp ông giám sát mọi góc của khuôn viên trường học. Vai trò của một nhân viên bảo vệ trong lĩnh vực trường học nói chung và ở trường Trung học cơ sở Thanh Xuân Hình Mẫu nói riêng thì chúng tôi xác định vấn đề ứng xử giao tiếp, lễ tiết tác phong là chuẩn mực nhất và là then chốt hàng đầu. Sau đó chúng tôi bồi dưỡng nghiệp vụ. Nghiệp vụ ở đây là nghiệp vụ công tác an ninh được đào tạo tại cơ sở của trường Học viện An ninh Nhân dân. Mô hình ban đầu được xây dựng dựa trên việc lấy bảo vệ trường học là then chốt, là trọng tâm. Những bảo vệ chuyên nghiệp phải rèn kỹ năng ứng xử, tiếp xúc và cách thức đón tiếp trong môi trường giáo dục. Cái điều quan trọng nhất của một nhân viên bảo vệ khi thực thi nhiệm vụ của mình đó là tuân thủ tuyệt đối nội quy của nhà trường và quy định của an ninh học đường. Đấy là điều mà chúng tôi cảm nhận được thấy của nhân viên nhiều khi, và khách vào trong trường có nhiều khi có những cảm giác khó chịu bởi những cái thủ tục. Tuy nhiên đấy là nghiệp vụ của một nhân viên bảo vệ, người ta đã thực thi đúng đủ. Chúng tôi cũng xác định thấy rằng công tác an ninh an toàn trường học là một việc cực kỳ quan trọng trong cái việc thực hiện nhiệm vụ công tác dạy và học. Muốn thực hiện tốt thì công tác an ninh an toàn trường học đưa lên vấn đề đầu tiên, an toàn về con người, an toàn về tài sản. Do vậy chúng tôi đã tham mưu cho quận ủy, ủy ban quận chuyển đổi mô hình bảo vệ thông thường sang bảo vệ chuyên nghiệp. Trước đây cái bảo vệ các trường học là do cái nhu cầu lao động và các nhà trường tìm người tuyển, phần lớn là không được đào tạo về cái chuyên môn nghiệp vụ của công tác bảo vệ, về kỹ năng ứng xử,
về nghiệp vụ bảo vệ, do vậy cái hiệu quả công tác bảo vệ các nhà trường là thấp. Mất an toàn, an ninh trường học là cụm từ xấu xí mà không ai muốn nhắc đến. Mong rằng mô hình bảo vệ trường học chuyên nghiệp này sẽ ngày càng được mở rộng và đảm bảo an toàn cho các em học sinh, cho giáo viên trong môi trường học đường. Xây dựng môi trường học đường an toàn luôn là mong mỏi không chỉ của học sinh, phụ huynh mà còn của cả các cơ sở giáo dục đào tạo. Muốn như vậy, rất cần có sự chung tay, phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc cải thiện chất lượng cơ sở vật chất cũng như văn hóa giáo dục tại mỗi đơn vị nhà trường. Đồng thời, cần quan tâm sát sao và đồng hành cùng các con trong mọi vấn đề, giúp các con có hướng đi đúng đắn nhất. Chương trình Kỹ năng sống ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin thời sự mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.